Chị Lan nhà em về nha mọi người ơi. Nhìn này, siêu đẹp, siêu VIP luôn. Trời ơi, nào ra được đấy nhá. Nhanh tay đặt hàng, không phải hết hàng đấy ạ. Năm nay Địa Lan nhà em về cũng không nhiều lắm đâu, nên mọi người tranh thủ đặt hàng giùm em. Đó, hoa này là bao đẹp, bao chuẩn và bao chất lượng cho mọi người luôn. Đây, mọi người xem coi. Trời luôn. Những anh chị nào mà lên đơn rồi thì em chuẩn bị đóng hàng cho mọi người. Và anh chị nào mà chưa đặt thì em ta đặt hàng với em nha.